Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại văn bản thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 22 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long khẩn trương xử lý khắc phục tình trạng ngập cục bộ, đoạn tuyến km 25 369 đến km 25 469 đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Bên cạnh việc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ triển khai xử lý tình trạng ngập cục bộ tại đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long thực hiện ngay việc thanh thải các chướng ngại vật lòng sông từ vị trí cống về phía hạ lưu cầu sông Phan để tăng khả năng thoát nước, hạ thấp cao độ mực nước trên sông Phan, đoạn từ hạ lưu cống đến hạ lưu cầu sông Phan, giảm ảnh hưởng nước dền lên khu vực công trình, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án cần gia cố khu vực cầu sông Phan, đảm bảo ổn định dòng chảy, hạn chế xói lở khu vực đất canh tác của người dân, nạo vét, thanh thải khu vực thượng hạ lưu, đảm bảo điều kiện thoát nước. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2023.